Trong thông báo trên Twitter ngày hôm qua, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết ông đã thảo luận với đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu-EU Joseph Borrell về gói trừng phạt tiếp theo nhằm vào Nga để tiếp tục gia tăng áp lực cho tới khi Moscow chấm dứt chiến dịch quân sự. Ngoài ra, ông Kuleba cũng cho biết đã thảo luận với quan chức EU về việc bảo vệ và giúp đỡ những người Ukraine tới các quốc gia EU lánh nạn. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo của nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 dự kiến sẽ nhóm họp về tình hình Ukraine trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh EU và NATO vào tuần tới. Hội nghị được tổ chức theo lời mời của Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Một số nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang tăng cường năng lực quân sự cũng như sự hiện diện quân sự ở Đông Âu sau khi xảy ra chiến sự tại Ukraine. Pháp cho biết đã điều các binh sĩ nước này tới một căn cứ không quân ở Estonia để phục vụ các chiến dịch của NATO tại khu vực này, cũng như tăng cường khả năng phòng thủ của Liên minh quân sự ở phía Đông. Na Uy cũng cho biết sẽ chi thêm 340 triệu đô la Mỹ cho các lực lượng quân sự. Trong số này sẽ có một phần dành cho các hoạt động quân sự và trang thiết bị quân sự, phần khác chi cho việc nâng cao khả năng tiếp nhận quân đồng minh và củng cố năng lực phòng thủ, tình báo mạng. Hiện Na Uy đang tham gia cuộc tập trận lớn trên biển, trên không và trên bộ cùng với các nước thành viên NATO và đối tác liên minh quân sự nhằm đánh giá khả năng nhận quân tiếp viện trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm qua đã tới căn cứ không quân Benmer ở Bulgaria, một phần trong chuyến công du châu Âu nhằm củng cố liên minh quân sự NATO. Dự kiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ cùng với người đồng cấp nước chủ nhà đi thăm binh sĩ hai nước đang tham gia cuộc tập trận chung Novzelo ở miền Bắc Bulgaria. Cụ thể, chính phủ Hàn Quốc dự định hỗ trợ thanh toán nhanh cho các công ty nước này khi một số ngân hàng trong nước mở các tài khoản thanh toán đặc biệt với các chi nhánh đang hoạt động tại Nga. Động thái này nhằm giảm thiểu việc sử dụng ngân hàng trung gian toàn cầu do biện pháp trừng phạt Nga, dẫn tới việc xử lý thanh toán tiền mặt bị trì hoãn hoặc bị loại bỏ. Tuy nhiên, các kênh thanh toán mới sẽ không được sử dụng để giao dịch với ngân hàng Nga hoặc giao dịch các mặt hàng nằm trong danh sách trừng phạt Nga. Hàn Quốc cùng nhiều nước đã áp đặt trừng phạt tài chính Nga liên quan đến vấn đề Ukraine như chấm dứt giao dịch với Ngân hàng Trung ương Nga và loại Moscow ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Cùng ngày, Nhật Bản và Australia đều thông báo áp lệnh trừng phạt với hàng chục quan chức và công ty của Nga. Bộ Nội vụ Bulgaria thông báo vụ bắt giữ nằm trong chiến dịch điều tra lớn của Văn phòng Công tố châu Âu tại Bulgaria. Ngoài ông Borisov, người từng 3 lần giữ cương vị Thủ tướng Bulgaria, còn có một cựu Bộ trưởng Tài chính, cựu Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Quốc hội và cựu Thư ký Báo chí Chính phủ. Thông báo không nêu chi tiết về chiến dịch điều tra, song truyền thông địa phương cho biết các cựu quan chức bị bắt giữ đều liên quan tới việc sử dụng sai mục đích quỹ hỗ trợ của EU. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh trưởng Công tố châu Âu Laura Kövesi vừa có chuyến thăm Bulgaria kéo dài 2 ngày, trong đó quan chức này cho biết các công tố viên châu Âu đã mở 120 cuộc điều tra liên quan tới các sai phạm trong sử dụng ngân sách của EU trong các vụ đấu thầu, trợ cấp nông nghiệp, xây dựng, cũng như quỹ phục hồi hậu COVID-19.